Xin chào quý vị khán thính giả của Audio chọn bộ truyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 134 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần y ở rẻ, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 134 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Dương Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, cao thủ của nhà họ Dương lập tức nhào lên, bao vây phan lầm. Thế cục lập tức đổi chiều. Nếu có cao thủ của nhà họ Dương gia nhập, người nhà họ Phan này, dù có mạnh đến mấy thì cũng không làm gì được. Dù sao thì ba đánh một không trột cũng khỏe mà. Hơn nữa lại còn là nhiều người như vậy. Anh Lâm, Bích Trần gần như là hét lên. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Chúng ta phải chết ở chỗ này rồi. An Viện cũng như chim sợ cảnh cong thấp thòm lo âu. gia chủ, như vậy có phải là quá liều lĩnh, lỗ mãng không? Một trường lão nhà họ Dương tới gần Dương Hồng Vũ, nhỏ giọng nói người này là người của đông hoàng giáo nếu như chúng ta hợp tác với người nhà họ bùi cùng nhau chèn ép cậu ta sẽ phải đắc tội với đông hoàng giáo đến lúc đó chỉ sợ sẽ rất phiền toái ông suy nghĩ quá nhiều rồi thái độ của tôi đối với đông hoàng giáo là nếu có thể bảo trì mối quan hệ hòa bình thì tốt nếu muốn chờ mặt thì cũng không cần phải lo lắng quá mức dương hồng vũ cười nhạt một tiếng tự tin nói gia chủ ý của ngài là các người thử nghĩ mà xem bây giờ đông hoàng giáo vẫn còn chia năm xe bảy người này mặc dù thân thù bất phàm nhưng ở đông hoàng giáo có biết bao nhiêu người như thế chỉ là một người trong phân đường nào đó của đông hoàng giáo mà thôi có ai thèm quan tâm đâu chứ chẳng lẽ nhà họ dương chúng ta còn phải sợ một tên tiểu tốt của đông hoàng giáo sao dương hồng vũ cười nói mọi người yên lặng gật đầu so với người đông hoàng giáo này nhà họ bùi đã có ưu thế hơn nhiều vốn dĩ hôm nay Trận đại hội kén rể này chính là chuẩn bị cho bùi quốc thiên. Sao chúng ta lại có thể sửa đổi kết cục chứ? Thế nhưng... Già chủ, bùi quốc thiên thất bại. Người bên cạnh thấp giọng nói. Cái này không quan trọng. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận cậu ta thất bại. Vậy thì cậu ta vẫn là người thứ 10 kiêu ngạo. Thứ mà chúng ta muốn không phải là lực lượng cá nhân của bùi quốc thiên mà là gia tộc đứng đằng sau cậu ta. Đi đi, bắt người kia của đông hoàng giáo lại không cần giết cậu ta trước cứ giam lại tôi cảm thấy người này chính là cơ hội để cho chúng ta xông vào chiếm giữ được đông hoàng giáo dương hồng vũ hít mắt nói dạ gia chủ người nhà họ dương đã quyết tâm đứng về phía bùi quốc thiên khách khứa có mặt ở hiện trường đồng loạt lùi về phía sau không ai dám tham gia dù sao thì cũng không ai dám đắc tội hai gia tộc lớn này anh lâm chúng ta đi nhanh thôi nhanh theo tôi đi Bích Trần vọt tới trước mặt của Phan Lâm, nắm lấy tay anh nói, Phan Lâm lại không hề động đậy gì, "Đừng vội." anh thản nhiên nói. Anh Bích Trần hít sâu một hơi, còn muốn khuyên nữa, nhưng cao thủ của nhà họ Dương và nhà họ Bùi đã bao vây tới, nếu không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Đúng là cứng đầu. Bích Trần thầm mắng một tiếng, dứt khoát cũng không để ý tới Phan Lâm nữa, quay người chạy tới bên cạnh An Việt, kéo tay An Việt muốn chạy ra ngoài. Nếu còn không đi, hai người họ sẽ không còn cơ hội để chạy nữa. Bích Trần cũng không muốn vì con người cứng đầu kia mà góp cả cái mạng nhỏ của mình vào. Nhưng hai người vừa động thì một bóng người nhanh chóng lướt qua. Sau đó hai bàn tay vỗ lên vai của hai người. Hai cô gái không kịp đề phòng bị đánh ngã ra đất. Sườn bạ vai đau đớn như muốn nứt ra. Nhìn lại mới thấy người ngăn họ lại chính là Dương Vân Thu. Đốt nhà họ Dương chúng tôi. Các người còn muốn chạy đi đâu nữa? Dương Văn Thù cười lạnh nói, Bích Chân và An Viện biến sắc. Thực lực của hai người cũng không tính là cao, hai người chỉ là bác sĩ, chỉ đối phó với Dương Văn Thù cũng đã rất khó khăn. "Cô muốn làm cái gì?" Bích Trần cắn răng nói. "Làm gì ư? Dám dương oai ở nhà họ Dương chúng tôi, Hờ, cứ chờ đó mà nhận lấy hậu quả đi. Mang đi, trước giam lại, tôi sẽ từ từ tính sổ với các người." Dương Văn Thù híp mắt cười nói cao thủ nhà họ dương ở phía sau lập tức bắt lấy hai cô gái dài hai người đi cùng lúc đó bên này phan lâm cũng bị rất nhiều cao thủ vây quanh nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này một tiếng hét lớn vang lên dừng tay tất cả mọi người khẽ giật mình đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói nhìn thấy một đám người đi ra người dẫn đầu là một ông cụ mặc áo dài đỏ viền vàng tóc bạc nhưng thoạt nhìn thì có vẻ tinh thần rất minh mẫn và khỏe khoắn hơi thở của ông lão trầm ổn thâm tàng bất lộ đôi mắt giống như là có thể nhìn thấu hết thảy khách khứa cũng rất kinh ngạc lúc dương hồng vũ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia bỗng nhíu mày lại lập tức đưa tay lên người nhà họ dương ngừng lại ngay cả người đang muốn dẫn bích chân và an viện đi cũng đều dừng lại người này là kiều thế minh sao bùi quốc thiên nhìn người tới sắc mặt hơi âm trầm cũng ra hiệu cho cao thủ nhà họ bùi đang chuẩn bị tấn công phan lâm dừng lại đây không phải là trang chủ của sơn trang kiều thạch sao sao ông ấy cũng tới vậy sao lúc trước chưa từng nhìn thấy bọn họ chứ có lẽ ông ta vẫn luôn luôn đứng ở phía sau cho nên chúng ta mới không để ý đến tiếng nghị luận vang lên không ngừng dương hồng vũ nhìn kiều thế minh vẫn bình thản nói kiều trang chủ đến đây lúc nào thế sao không thông báo một tiếng tôi chỉ là tới đây tham gia náo nhiệt chút thôi cần gì phải quấy giày dương gia chủ chứ kiều thế minh vuốt râu nhàn nhạt, nhạt cười nói đương nhiên là dương hồng vũ biết rõ mục đích của kiều thế minh rồi lúc trước hẳn là ông ta đã ngụy trang thân phận dùng danh nghĩa của một người trẻ tuổi nào đó của sơn trang kiều thạch để tiến vào nhà họ dương ông ta không muốn kinh động đến dương hồng vũ bởi vì như vậy ông ta muốn làm cái gì thì đều rất thuận tiện vậy bây giờ sao kiều trang chủ lại tới quấy giày bồn gia chủ xử lý việc riêng rồi dương hồng vũ bình tĩnh hỏi Thật sự là nhìn cách hành xử của Dương Gia Chủ và của cậu Quốc Thiên đây quá không hợp lý. Các người đổi trắng thay đen như vậy, chỉ hưu lại bảo làng ngựa, có phải có chút khinh người quá đáng không? Kiều Thế Minh thẳng thắn nói. Kiều Trang Chủ, ông muốn giúp người này sao? Bùi Quốc Thiên đi lên phía trước, lạnh mặt hỏi. Cậu Quốc Thiên, tôi chỉ không muốn một nhân tài hiếm có cứ bị hủy đi như vậy thôi. Kiều Thế Minh nói, sau đó nhìn sang Phan Lâm. Người trẻ tuổi, thực lực của cậu rất được đó chỉ tiếc là cậu quá nôn nóng đồng thời đắc tội nhà họ bùi và nhà họ dương sợ là cậu sẽ rất khó bình yên vô sự bước ra được khỏi nơi này hay là như vậy đi cậu gia nhập vào sơn trang kiều thạch của tôi sau này kiều thế minh tôi sẽ bảo vệ cậu cậu thấy sao lời này vừa nói ra tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ cảm giác kiều thế minh đứng ra đây là muốn lôi kéo văn lâm có đúng không nhưng cũng đúng thôi một người có thể chiến thắng yêu nghiệt thiên kiêu là Bùi Quốc Thiên, có tông môn thế tộc nào lại không muốn lôi kéo cơ chứ. Mặc dù hành động này sẽ đắc tội với hai gia tộc lớn, nhưng Kiều Thế Minh cũng không đợi thêm được nữa rồi. Anh Lâm, mau đồng ý đi. Bích Trần thấy thế mừng rỡ như điên, vội vàng la lên, "Đúng vậy, anh Lâm, mau nhận lời Kiều Trang chủ đi, chỉ cần anh nhận lời Kiều Trang chủ, mọi người cũng sẽ không sao cả." An viện lớn tiếng nói, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Bây giờ xem ra dường như đây chính là con đường sống duy nhất của Phan Lâm. Nếu không đồng ý, chọc giận Kiều Thế Minh, thì chỉ sợ trên đời này thật sự không có người lại có thể cứu được bọn họ nữa. Mọi người đều nhìn qua Phan Lâm, Kiều Thế Minh cũng đang nhìn anh. Kiều Trang chủ, ông làm thế là có ý gì chứ? Dương Hồng Vũ tức giận, nhưng Kiều Thế Minh lại không để ý đến ông ta, chỉ chờ Phan Lâm trả lời lúc này cuối cùng thì phan lâm cũng đã nói chuyện tôi không cần bất luận kẻ nào bảo vệ mấy người bọn họ còn không làm gì được tôi đâu lời này vừa nói ra toàn trường đều ngây ra như phỗng điên cuồng điên cuồng đến cực điểm bất kể là ai đều chưa từng gặp một người nào cuồng vọng như vậy có thể nói kiều thế minh đã cho anh đủ mặt mũi rồi cũng đã biểu hiện ra thành ý bởi vì người sơn trang kiều thạch đứng ra bảo vệ anh cũng đồng nghĩa với việc đồng thời đắc tội với cả nhà họ bùi và nhà họ dương đây cũng là cái giá không nhỏ vì tuyệt thế thiên tài này bọn họ sẵn sàng làm vậy nhưng mà phan lâm lại nói như vậy quá là không biết điều rồi anh ta điên rồi sao hay là bị ngốc vậy anh ta không biết hậu quả khi nói thế là sao ư ừ, lần này thật sự xong đời rồi an viện mặt xám như cho bích chân bất lực nhắm mắt lại không nói một lời trên mặt đều là tuyệt vọng hiện trường đã sôi trào lên Quả nhiên, người Sơn Trang Kiều Thạch tức giận rồi. Tên khốn, anh nói cái gì đó? Một cô gái tóc ngắn đứng cạnh ông già trực tiếp tiến lên, căm tức nhìn Phan Lâm. Đúng là to gan, khốn nạn. Đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thôi. Một gã lực lưỡng đột nhiên giận dữ, hận không thể ngay lập tức xông lên đánh cho Phan Lâm răng rời đầy đất. Dương Hồng Vũ cười ra tiếng. Kiều Trang Chủ, xem ra ý tốt của ông, người khác không nhận rồi sắc mặt của kiều thế minh càng âm trầm ông ta đè nén cơn giận trong lồng ngực nhìn chằm chằm phan lâm trầm giọng nói người trẻ tuổi tôi phải thừa nhận cậu thật sự rất có thiên phú nhưng cậu phải nhìn rõ tình hình lúc này cậu lè loi một mình cậu không đối phó được với nhà họ dương và nhà họ bùi đâu bây giờ ngoại trừ sơn trang kiều thạch của tôi không ai bảo vệ được cậu đâu bây giờ cậu chỉ cần đi tới đứng ở đằng sau tôi tôi sẽ đưa cậu bình yên vô sự rời khỏi chỗ này hiểu chưa? Nếu không, hôm nay chắc chắn cậu sẽ phải chết ở nơi này. Ý tốt của Kiều Trang Trù tôi xin nhận, nhưng vẫn là câu nói kia, không ai có thể làm gì được tôi. Phan Lâm lại lắc đầu lần nữa, vẫn là thái độ bình thản như cũ. Cậu Kiều Thế Minh tức giận đến mức nói không ra lời. Cái đồ ngu đần không biết sống chết, anh đã đắc tội với hai gia tộc lớn nhà họ Dương và nhà họ Bùi, nhìn thái độ anh như vậy Chẳng lẽ muốn đắc tội với cả sơn trang kiều thạch của chúng tôi luôn sao? Cô gái tóc ngắn lúc nãy nổi giận đùng đùng chất vấn. Tôi không ngại. Phan Lâm trực tiếp trả lời thẳng thắn. Người của Sơn Trang Kiều Thạch nghe xong thì tức giận muốn nổ tung. Kiều Thế Minh càng là toàn thân run rẩy. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy mặt mũi đâm mắt sạch sẽ. Dương Hồng Vũ cười ha hả Kiều Trang chủ, ông có ý tốt mà lại bị người ta coi như lòng lang giả thú. Tôi thấy ông vẫn là đừng xen vào chuyện này nữa. Người này cứ để tôi giải quyết đi. Dương Hồng Vũ cười khoát tay. Cao thủ nhà họ Dương không do dự nữa, đồng thời nhào tới trước. Lên đi, phế gã ta cho tôi. Bùi Quốc Thiên cũng không chậm trễ, nghiêng đầu quát khẽ. Ý bảo cao thủ của nhà họ Bùi cũng tiến lên. Anh ta biết thực lực của Phan Lâm chỉ dựa vào người nhà họ Dương hiển nhiên chưa đủ. Dù sao thì mục đích của anh ta cũng không phải là muốn bắt Phan Lâm mà làm muốn trực tiếp phế bỏ người này chỉ cần anh ta bị phế đi trận chiến thiên kiêu lúc trước cũng không có gì quan trọng nữa trên cái thế giới này cũng sẽ không có ai có thể uy hiếp được vị trí của mình cả ánh mắt của bùi quốc thiên lóe lên sự điên cuồng nhìn cao thù hai nhà bùi dương một lần nữa bao vây phan lâm bản thân cũng không khỏi đi về phía trước vài bước anh ta vẫn còn có thể tái chiến anh ta muốn tìm một cơ hội để tự tay đánh gãy xương cái tên kia cắt đứt gân của gã ta anh ta muốn tự tay chôn cái tên tuyệt thế thiên tài này tất cả mọi người đều chừng to mắt bích chân an viện đều đã hoàn toàn tuyệt vọng dương vân thù thì đang kích động ánh mắt cô ta vẫn luôn luôn nhìn phan lâm thậm chí còn lấy điện thoại di động ra để quay video lại cô ta đã không thể chờ đợi được nữa rất muốn xem cảnh Phan Lâm quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ như một con chó đang làm lũng với chủ nhân. Lúc này, hai gã người nhà họ Dương đã đứng ở trước mặt Phan Lâm, trực tiếp vươn tay muốn chụp lấy bà vai của anh. Bắt lại! la lên một tiếng, mấy người toàn bộ phát lực nhằm về phía tứ chi của Phan Lâm, làm anh không còn đường trốn, mọi người nín thở chờ đợi. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế, thì bỗng một loạt tiếng kiếm va chạm vào nhau đột nhiên vang lên. Sau đó chỉ thấy bên cạnh Phan Lâm có mấy bóng dáng lướt qua, sau đó mấy đạo kiếm quang lướt qua. Những cao thủ của nhà họ Dương đang muốn đụng vào người Phan Lâm lập tức lùi lại cứng đơ đứng nguyên tại chỗ. Mà trước mặt của bọn họ là mấy người mặc áo giáp màu đen tay cầm kiếm. Cái gì? Dương Hồng Vũ đứng bật dậy, Bùi Quốc Thiên cũng đứng lại. Khiếp sợ nhìn về phía bên này. Hiện trường là một mảng xôn xao, Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn những người đột nhiên xuất hiện này. Đây là có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là người của tên kia sao? Tiếng hồ kinh ngạc vang lên không ngừng. Lại thấy những người mặc áo đen này đồng thời tra kiếm vào vỏ. Người nào người nấy giống như là pho tượng đứng ở bên cạnh Phan Lâm. Mà lúc này, những người nhà họ Dương kia mới có động tĩnh. Nhưng lại thấy cổ của bọn họ xuất hiện một vết cắt nhỏ màu đỏ. Sau đó, cả cái đầu chậm rãi trượt xuống, rớt xuống đất. Tiếng hét chói tai vang vọng bốn phương, mấy người nhà họ Dương này lại bị những người này chém chết rồi. Rốt cuộc, cậu là ai? Dương Hồng Vũ đứng bật dậy, cuồng loạn mà gào thét. Tình hình đột nhiên thay đổi khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Rất nhiều người cũng không kịp phản ứng, vẫn còn ngốc trệ, nhưng hiện trường máu me kích thích rất nhiều người lấy lại tinh thần, sợ hãi và bàng hoàng bao trùm lên tất cả mọi người phan lâm cũng không trả lời dương hồng vũ mà quay sang nhìn dương tuyết mai cách đó không xa đột nhiên nhích chân vọt tới không ổn bảo vệ cô tuyết mai người nhà họ dương la lên nhưng phan lâm vẫn xông tới như một cơn gió những thủ vệ kia cũng không theo kịp những người nhà họ dương đang đứng ở bên cạnh dương tuyết mai thấy thế thì sợ tới mức trực tiếp lùi ra phía sau mới nhìn qua khí thế của bọn họ đã thua rồi. Phan Lâm rất thuận lợi tiếp cận Dương Tuyết Mai, ấn chặt bờ vai của cô ta. Dương Tuyết Mai hơi nghiêng đầu. Buông chị tôi ra! Dương Vân Thù thê lương la lên muốn nhào tới. Người bên cạnh vội vàng níu cô ta lại. Họ Phan kia, nếu mày dám làm tổn thương đến Tuyết Mai, dù chỉ một sợi tóc, tao cũng sẽ khiến cho mày chết không có chỗ chôn. Dương Mạc Phi cũng lạnh lùng quát. Nhưng anh ta vừa nói xong, một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài đám người vang lên. Chết, không có chỗ chôn sao? lại dám đại nghịch bất đạo với giáo chủ của chúng tôi như vậy? Lời vừa nói xong đã thấy Lưu Danh Khoa dẫn theo một đoàn cao thủ của Đông Hoàng Giáo, khí thế hùng hàng vọt tới. Cùng lúc đó, quản gia lúc trước cũng ngã sấp ngã ngừa chạy vào. Già chủ, có chuyện, có chuyện rồi. Quản gia vội vàng hấp tấp, nói năng cũng có chút lộn xộn. Có chuyện gì? dương hồng vũ lạnh mặt hỏi đánh vào đến rồi bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều người của đông hoàng giáo bọn họ không nói không rằng trực tiếp chém giết người của chúng ta bây giờ người của đông hoàng giáo đã sắp bao vây nhà họ dương chúng ta rồi quản gia khóc không ra nước mắt nói cái gì dương hồng vũ bối rối tất cả mọi người xung quanh cũng cứng nhắc đứng nguyên tại chỗ như bị xếp đánh Đông hoàng giáo ư ừ. bùi quốc thiên giống như đã nghĩ tới điều gì quay ngoắt đầu lại nhìn phan lâm trầm giọng nói rốt cuộc anh là người của phân đường nào ở đông hoàng giáo phân đường nào ư ừ, đúng là cái thứ có mắt không chồng lưu danh qua quét mắt nhìn bùi quốc thiên lạnh lùng quát đều vành tay lên nghe kỹ cho tôi vị này chính là giáo trù của đông hoàng giáo chúng tôi đông hoàng thần quân tân nhiệm của chúng tôi đông hoàng thần quân sao Bốn chữ này giống như là bốn cái búa lớn hung hăng đập vào trái tim của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Mọi người đều run rẩy, toàn trường xôn xao. Sao cơ? Đông Hoàng Thần Quân sao? Giáo giáo chủ Đông Hoàng giáo đây. Suýt nữa thì Dương Hồng Vũ cắn trúng lưỡi của mình. Dương Vân Thù càng là sợ hãi, ngã ngồi xuống mặt đất, hai mắt mở lớn. Cậu ta vậy mà lại là Đông Hoàng Thần Quân sao? Kiều Thế Minh cũng rất chấn kinh, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Phan Lâm. Vừa nhớ lại lúc nãy mình còn đi mời chào Phan Lâm, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Người như vậy sao có thể đi vào sơn trang của Kiều Thạch của bọn họ cơ chứ? Giả dạ dối. Lúc này Bùi Quốc Thiên đứng bật dậy, anh ta lớn tiếng quát, "Đông Hoàng gia đã sớm chia năm xẻ bảy, sao tự nhiên lại mọc ra giáo chủ chứ? Tôi thấy cái gì mà giáo chủ, căn bản chính là cái đồ giả mạo. Nhẫn thần Đông Hoàng ở đây." còn có thể là giả mạo sao phan lâm giơ tay lên nhàn nhạt, nhạt nhìn bùi quốc thiên hơn nữa tôi là thật hay giả thì cũng có gì quan trọng không quan trọng là bây giờ tôi đã khống chế được nơi này rồi vừa dứt lời bốn phương tám hướng có rất nhiều người của đông hoàng giáo xuất hiện bao vây chặt chẽ tất cả những người có mặt ở hiện trường mọi người nhao nhao nhìn quanh sợ hãi choáng váng những người tới đều là cường giả tinh nhuệ của đông hoàng giáo kém nhất đều là chấp sự, đến cả đồ đệ tinh nhuệ cũng không được tới. Đội hình khủng bố như vậy, chỉ có đông hoàng giáo mới có thể lấy ra được. Sao? Đó là tiết hoan đường trù của phá phong đường của đông hoàng giáo. Tôi biết ông ta, còn có ly tam nữa, trưởng lão tàu mã đường. Vậy mà ông ta cũng tới, đường trù của thiên xuân đường cũng đến, còn có thập thất trưởng lão của đông hoàng giáo. Tất cả khách hứa có mặt ở đây đều có người nhận ra những người tiếng tam lẫy lừng của Đông Hoàng Giáo. Những người này xuất hiện có lẽ đã chứng minh lời của Lưu Danh Khoa nói. Người thanh niên trước mặt này chính là giáo chủ của Đông Hoàng Giáo. Bùi Quốc Thiên trầm mặc. Anh ta siết chặt nắm đấm, trong lòng càng phẫn hận. Nhưng anh ta biết bây giờ không phải là lúc để tức giận. Việc cấp bách là phải nhanh chóng chạy khỏi đây. Về phần Dương Hồng Vũ thì lại khác ông ta cố gắng giữ bình tĩnh lập tức bày ra cái gương mặt tươi cười cười lớn nói hóa ra cậu là lâm giáo chủ của đông hoàng giáo thật sự là thất kính thất kính giáo chủ lâm trẻ tuổi như vậy lại có thể chấp trường đông hoàng giáo đúng là tuổi trẻ tài cao hậu sinh khả úy tiểu nhân không ít người thầm mắng trong lòng nhưng dương hồng vũ cũng mặc kệ ông ta vội vàng tiến lên mỉm cười nói giáo chủ lâm tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi dương hồng vũ biết sai rồi kính xin ngài đừng tức giận như vậy đi tôi đồng ý hôn sự của cậu và tuyết mai hôm nay chúng ta có thể tiến hành kết hôn luôn từ hôm nay trở đi nhà họ dương và đông hoàng giáo coi như là chính thức đám hỏi ngài thấy như thế nào mọi người phục luôn rồi lúc trước dương hồng vũ còn hận không thể chặt phan lâm thành tám khúc bây giờ lại tươi cười thân thiết như thế cái tốc độ chờ mặt này đúng là còn nhanh hơn cả lật bánh tráng phan lâm cũng không thèm để ý tới ông ta nhìn dương hồng vũ nhàn nhạt, nhạt hỏi thuốc dài của hoa tuyệt mệnh đâu thuốc dài của hoa tuyệt mệnh ư dương hồng vũ khẽ giật mình giáo chủ lâm muốn cái này sao đúng có vấn đề gì sao vẻ mặt của phan lâm không thay đổi nói trong mắt của dương hồng vũ lóe lên nghi ngờ âm thầm đánh giá phan lâm Thực ra, ông ta đã để tuyệt mệnh đan dài dược của tuyệt mệnh hoa đặt vào trong đồ cưới. Rất nhiều người không quan tâm đến viên tuyệt mệnh đan nho nhỏ này. Bọn họ không biết là có tuyệt mệnh đan thì có thể sử dụng tuyệt mệnh hoa, một trong những kịch độc mạnh nhất trên đời này. Đây là vũ khí trí mạng nhất. Nhưng vì sao? Vì giáo chủ lâm này chỉ cần tìm mình lấy giải dược mà không cần độc dược chứ? Giáo chủ lâm muốn tuyệt mệnh đan đương nhiên là không thành vấn đề. Thực tế, thứ này đã thành đồ cưới của con gái tôi, chỉ cần thành thân với con gái tôi, thứ này tôi sẽ dùng hai tay dâng lên." Dương Hồng Vũ mỉm cười nói. "Bây giờ lấy tới cho tôi." Phan Lâm nói. "Giáo chủ Lâm, ông không lấy, tôi sẽ tàn sát hết nhà họ Dương các ông." Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói xong, một bàn tay vươn về phía cổ của Dương Tuyết Mai nắm chặt lấy. Dương Tuyết Mai khẽ kêu rên một tiếng. Cái cổ bị Phan Lâm bóp chặt lấy gần như là biến dạng. Người cũng thở khó khăn rồi. Về mặt của mọi người kinh hãi, Dương Hồng Vũ cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta còn tưởng mục đích của giáo chủ Lâm là con gái của mình. Bây giờ xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Nhìn bộ dạng đau đớn của con gái mình, Dương Hồng Vũ do dự một lát, sau đó nghiêng đầu quát khẽ. Đi, mang tuyệt mệnh đan tới đây. Vâng, thưa ông. Người bên cạnh gật đầu xoay người rời đi. Phan Lâm im lặng chờ đợi người ở bốn phía cũng không dám nhúc nhích bùi quốc thiên âm thầm nhìn về phía dương hồng vũ bộ dạng có vẻ đăm chiều. tình hình ở hiện trường chậm rãi vi diệu hơn một lát sau ông chủ quản gia bưng một cái hộp nhỏ tinh xào ra đưa cho dương hồng vũ dương hồng vũ nhận lấy mỉm cười đi về phía phan lâm giáo chủ lâm đan dược mà cậu muốn ở đây xin vui lòng nhận cho phan lâm không nhận lấy chỉ lạnh nhạt nói mở ra được Dương Hồng Vũ không chút do dự mà mở hộp ra. Bên trong hộp là một viên chân trâu màu đỏ tươi. Hạt trâu tỏa ra mùi hương kỳ lạ, vô cùng thần kỳ. Phan Lâm thoáng hít vào một hơi thật sâu. Tâm niệm khẽ động. Mùi hương này tương tự mùi tuyệt mệnh hoa mà Bích chân An Viện mới đoạt được. Hẳn là tuyệt mệnh đan, không sai rồi. Lúc này Phan Lâm nhận lấy, muốn cầm tuyệt mệnh đan đánh giá một lượt. Nhưng nhưng mà anh ta vừa mới lấy tuyệt mệnh đan từ trong hộp ra, Chỗ đáy đan dược là có một cái lỗ nhỏ. Trong lỗ nhỏ này phun ra khói độc màu xanh lục bao phủ lấy Phan Lâm. Ở khoảng cách gần như thế, cho dù là ai thì đều không né tránh được. Phan Lâm cũng không ngoại ý muốn hít vào trong phổi. Không hay rồi, có cơ quan là khí độc. Đám người lưu danh khoa không ngừng kinh hãi, toàn bộ đều xông tới. Phan Lâm cũng lập tức đóng hộp lại, ho khan kịch liệt. Đồ khốn nạn, dám dùng mưu kế ngầm, lấy độc hại giáo chủ của chúng tôi. Ông muốn chết sao? Lưu Danh Khoa giận tím mặt, rút trường kiếm ra, xông về phía Dương Hồng Vũ. Bảo vệ ông chủ! Người của nhà họ Dương vòng quanh Dương Hồng Vũ ba vòng. Các người bảo vệ được sao? Giết cho tôi, không chừa lại một người nào! Lưu Danh Khoa gầm lên, mấy cao thủ của Đông Hoàng Giáo ở bốn phía lập tức nhào lên, đại khai sát giới. Đợi đã! Lúc này Dương Hồng Vũ la lên. Sao thế? Ông còn di ngôn gì sao? Lưu Danh Khoa nghiến răng nghiến lợi hỏi. Di ngôn thì không có. Tôi chỉ muốn hỏi các người một chút. Các người giết tôi. Vậy độc trên người của giáo chủ các người làm sao đây? Dương Hồng Vũ hỏi. Ông... Lúc này Lưu Danh Khoa mới kịp phản ứng, tức giận quát lớn. Nhanh, lấy giải dược ra đây, tôi có thể để ông chết toàn thây. <laughs> chỉ sợ chuyện này khó làm. Dương Hồng Vũ hít mắt, mỉm cười. Giáo chủ Lâm, tôi vốn định để con gái tôi gả cho cậu để nhà họ dương tôi làm đám hỏi với đông hoàng giáo cậu nhưng mà tôi thấy cậu giống như là không có thành ý làm đám hỏi với nhà họ dương chúng tôi một khi đã như vậy thì tôi chỉ có thể ra hạ sách này giáo chủ lâm nếu như cậu muốn sống tôi đề nghị cậu vẫn nên lập tức bảo người của cậu rời khỏi nhà họ dương tôi đương nhiên cậu phải ở lại yên tâm đi nhà họ dương chúng tôi sẽ chiêu đãi cậu thật tốt tuyệt đối sẽ không khiến cho cậu bị thương một chút nào. Sau khi ông ta nói xong, không ít người đã âm thầm chửi bậy. Cái gì mà giáo chủ Lâm không có thành ý chứ? Chỉ sợ Dương Hồng Vũ đã sớm tính toán hạ độc giáo chủ Lâm. Nếu không, ông ta đâu chỉ chuẩn bị loại cơ quan này trước tiên. Nhà họ Dương có vô số kỳ độc. Nếu có thể sử dụng độc khống chế vị giáo chủ Lâm này, vậy thì gần như là tương đương gián tiếp khống chế cả đồng hoàng giáo. Chẳng lẽ chuyện này không mạnh hơn làm đám hỏi với Đông Hoàng giáo sao? Khẩu vị của Dương Hồng Vũ đúng là lớn. Kiều Thế Minh hừ lại một tiếng khinh thường nói, chỉ sợ ông ta sẽ không vì vậy mà no chết. Một người đứng đầu tông môn ở bên cạnh mặt không đổi sắc nói, nếu để ông ta thực hiện được, chỉ sợ trong nước không có ai dám đối đầu với nhà họ Dương nữa. Đó là đương nhiên, một nhà họ Dương, một là Đông Hoàng giáo, nếu hai bên thống nhất lại Vậy thì là bọn họ có thể xưng vương xưng bá rồi. Một người nhỏ giọng bàn tán, đám lưu danh khoa tức tới mức toàn thân phát run. Quỷ kế của Dương Hồng Vũ tất nhiên là bọn họ biết rõ. Nhưng chuyện kỳ độc của nhà họ Dương nổi tiếng thế giới, bọn họ cũng nghe nói rồi. Hiện giờ giáo chủ chúng kịch độc, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà ngay lúc đám lưu danh khoa định từ bỏ, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Dương Hồng Vũ, ông muốn dựa vào độc này để khống chế tôi, chỉ sợ giống như chuyện viễn tưởng độc này của ông có thể không làm gì được tôi rồi giáo chủ lâm trăm ngàn lần đừng hoài nghi độc tính của độc dược nhà họ dương chúng tôi tuy độc dược này kém hoa độc của tuyệt mệnh độc nhưng mà cũng không kém nhiều đâu nếu cậu không nghe lời không lấy được giải dược trong tay tôi trong vòng ba ngày cậu nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử cho dù thực lực của cậu mạnh cỡ nào cơ thể lợi hại ra làm sao đều tuyệt đối không thể ngăn được độc tố, Dương Hồng Vũ híp mắt, vẻ mặt tươi cười nói: "Nếu như là đối với người bình thường mà nói, độc này đúng là rất hung mãnh, nhưng đối với tôi mà nói, đây chỉ có thể tính là độc bình thường thôi." Tôi muốn giải vô cùng dễ dàng. Phan Lâm lắc đầu nói: "Cuồng vọng. <laughs> Xem ra cậu không biết uy lực của kỳ độc nhà họ Dương chúng tôi, quá tự đại." Người nhà họ Dương buồn bực kêu lên: "Được nếu giáo chủ lâm tự tin như thế vậy chúng ta đợi một ngày đi ngày mai độc này sẽ phát tác đến lúc đó toàn thân của giáo chủ lâm đều đã mọc đầy hư thối lờ lét vô cùng thê thảm đau đớn không chịu nổi hy vọng lúc đó giáo chủ lâm đừng hối hận dương hồng vũ hơi nhếch miệng bộ dạng vô cùng tự tin nói ông ta tin tưởng vị giáo chủ lâm này sẽ hối hận dù sao thì trình phát tác độc này rất đau đớn người bình thường căn bản là không thể chịu đựng được đợi giáo chủ lâm nếm thử tư vị của kịch độc này xong ông ta tin giáo chủ lâm sẽ đến cầu xin ông ta nhưng mà đúng lúc này giáo chủ lâm đột nhiên giơ tay lên chậm rãi cởi mặt nạ trên mặt xuống dương hồng vũ tôi biết lời nói của tôi ông sẽ không tin nhưng gương mặt này của tôi mới có thể khiến ông tin có đúng không phía dưới mặt nạ là một gương mặt tuấn tú như thiên thần lập tức lọt vào tầm mắt của mọi người dương hồng vũ nhìn anh bỗng nhiên hơi thở như dừng lại càng người hóa đá rồi biểu cảm của dương hồng vũ vô cùng đặc sắc càng người ngây ngốc tại chỗ giống như mất hồn vậy đám người xung quanh cũng nhìn gương mặt của giáo chủ lâm phía dưới mặt nạ đúng là đẹp trai quả nhiên là giáo chủ của đông hoàng giáo giống như thiên thần vậy nhưng mà gương mặt này có chút quen thuộc hình như từng thấy ở đâu rồi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao không ít phụ nữ có mặt ở đây thấy gương mặt kia, đôi má đỏ lên, trái tim đập loạn nhịp. Trong mắt của Dương Tuyết Mai tràn ngập thâm ý nhìn Văn Lâm, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, hiện trường bắt đầu sôi trào, đám người Bùi Quốc Thiên, Phạm Văn Tiến, Dương Vân Thù đều cảm thấy gương mặt này rất quen nhưng không biết là ai. Cho đến lúc này, một giọng nói rét lạnh vang lên tận mây xanh. "Cậu là Lâm Thần Y." Những lời này vừa vang lên, hiện trường đột nhiên nổ mạnh. Cái gì? Cậu ta là Lâm thần y sao? Là Lâm thần y của Dương Quang ở Giang Thành sao? Đúng vậy, là cậu ta, tôi nhớ ra rồi, chính là cậu ta. Tôi đã nói sao lại quen như vậy, hóa ra là cậu ta. Mọi người lập tức hiểu ra, nhưng càng có người hết hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lâm thần y ở Giang Thành sao? Người này thành giáo chủ của Đông Hoàng giáo từ khi nào vậy? Chuyện này thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy? cậu cậu thành giáo chủ của đông hoàng giáo từ khi nào dương hồng vũ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng về mặt kinh hãi hỏi phan lâm và nhà họ dương đối đầu tới chết đây nhà họ dương đã phát động tất cả thế lực nhằm vào lâm thần y tất cả những người hoặc vật có quan hệ với lâm thần y đều bị nhà họ dương xếp vào đối tượng đà kích nhà họ dương ôm ý nghĩ đưa lâm thần y vào chỗ chết mà ra tay giữa hai bên như nước với lửa không chết không ngừng dưới cái nhìn của nhà họ Dương, tuy rằng Lâm Thần Y đang rất nổi tiếng, vang dành trong nước, nhưng chỉ giới hạn ở thế tục, gia tộc lãnh đời như nhà bọn họ, căn bản không sợ trung y nho nhỏ này. Nhưng vậy mà, một trung y nho nhỏ này dám trêu chọc bọn họ, chắc chắn phải chỉnh chết. Giống như trước mắt, có không ít thân thích bạn bè bên cạnh Lâm Thần Y đều gặp nạn, nhất là Lý Ái Vân, đôi mắt đã bị mù, bọn họ tin lâm thần y đã hận bọn họ ngập trời nhưng bọn họ không quan tâm bởi vì bọn họ cho rằng lâm thần y căn bàn không làm gì được bọn họ mà bây giờ lâm thần y giết tới cửa rồi còn lấy thân phận giáo chủ của đông hoàng giáo giết tới cửa lâm thần y bọn họ có thể đối phó được nhưng giáo chủ của đông hoàng giáo bọn họ đối đầu kiểu gì đây kẻ địch vốn giống như con kiến đột nhiên trở thành con sư tử mạnh mẽ Sao bọn họ có thể chấp nhận được chứ? Nhưng thấy Văn Lâm lấy mấy kim châm cứu ra, đâm vào eo mấy châm, lại đâm vào cổ mấy châm, sau đó đâm xuống ngực, gương mặt cũng chậm rãi chuyển từ trắng lại sang xanh, sau đó gần như là bình thường, cuối cùng một ngụm máu xanh phun từ trong miệng anh ra, bắn lên trên mặt đất, phát ra âm thanh xì xèo vô cùng khủng bố. Cái gì vậy? Sắc mặt của Dương Hồng Vũ thay đổi. Đây là giải độc xong rồi sao?" một người nói, Dương Hồng Vũ, độc này của ông đối với người khác thì có vẻ không tệ, nhưng ở trong mắt tôi chỉ là trò trẻ con thôi. Ông muốn hạ độc tôi, e rằng không dễ như vậy đâu." Phan Lâm lau máu tươi ở khóe miệng, vẻ mặt không đổi nhìn ông ta nói, "Có phải hôm nay chúng ta nên thanh toán sổ sách hay không đây?" Lâm Thần Y, cậu muốn như thế nào? dương hồng vũ lấy lại tinh thần về mặt lạnh lẽo hỏi dương quang của chúng tôi bị cháy là ông bảo người phóng hỏa có đúng không về mặt phan lâm không đổi nói dương hồng vũ cũng không nói chuyện mắt của lý ái vân cũng là ông bảo người làm mù có đúng không dương hồng vũ vẫn không rên một tiếng ông còn nói người chém ngón tay của ông ngoại cô ấy ngoài ra ông còn bảo người hạ tuyệt mệnh hoa độc đối với cô ấy có đúng không Phan Lâm nói hết những chuyện nhà họ Dương làm với anh trong thời gian qua. Giọng nói của anh rất to, giống như là đang tuyên đọc tội danh của nhà họ Dương vậy. Tất cả mọi người nghe xong liền thông suốt, mọi người ở xung quanh không dám thở mạnh. Phan Lâm nói khoảng chừng 4 phút lúc này mới dừng lại. Nói xong chưa? Cuối cùng Dương Hồng Vũ cũng mở miệng. Ông nghe thấy chưa? Phan Lâm hỏi lại. Nghe thấy thì sao chứ? Thế nào, chẳng lẽ cậu còn muốn sống mái với nhà họ Dương tôi sao? Dương Hồng Vũ hử lạnh một tiếng nói. Lâm thần y, tôi nói thẳng ra nhé. Cho dù cậu hận tôi tới mức nào, cậu cũng tuyệt đối không dám làm gì nhà họ Dương tôi. Vì sao lại nói như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Cậu không dám. Dương Hồng Vũ híp mắt nói. Không dám sao? Lâm thần y, theo tình báo của nhà họ Dương chúng tôi, một tuần trước, Đông Hoàng Giáo còn ở trạng thái tứ phân ngũ liệt. Tuy tôi không biết cậu dùng đoàn gì để ngồi lên vị trí giáo chủ của Đông Hoàng Giáo. Nhưng tôi tin Đông Hoàng Giáo đang có cục diện rất không ổn định. Cho dù nhà họ Dương không bằng Đông Hoàng Giáo, nhưng muốn đánh nhau, nhất định là Đông Hoàng Giáo cậu sẽ bứt dây động rừng, khai chiến trong tình huống không ổn định như thế này. Đông Hoàng Giáo chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn. Đến lúc đó, không cần nhà họ Dương tôi ra tay, Đông Hoàng Giáo cậu sẽ tự diệt vong lâm thần y đạo lý này hẳn là cậu hiểu rõ đúng không dương hồng vũ mỉm cười nói những lời này vừa vang lên tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào phan lâm cũng bao gồm cả người của đông hoàng giáo dương hồng vũ không hồ là lão già hồ ly ông ta đối với bất luận thế cục gì đều nhìn rất thấu đáo bao gồm cả đông hoàng giáo cho dù đông hoàng giáo đột nhiên có giáo chủ mới khiến cho tất cả mọi người bất ngờ không phòng ngự nhưng cẩn thận suy nghĩ lại sợ dĩ mọi người không biết Đông Hoàng Giáo có giáo chủ mới không phải vì giáo chủ mới kế nhiệm không lâu tin tức còn chưa truyền ra sao nếu kế nhiệm không lâu tất nhiên là thế cục trong Đông Hoàng Giáo chưa ổn định rồi vị lâm thần y này trẻ tuổi như thế anh ngồi vào vị trí giáo chủ chắc chắn có rất nhiều người không phục luôn luôn muốn đẩy ngã thay thế mộng của lâm thần y còn chưa ngồi yên thì đã huy động nhân lực chạy đến nhà họ Dương Tính Thổ đây không phải là chuyện đồ ngu mới làm sao phải biết rằng nhà họ dương cũng không dễ chọc một khi dùng đau thương sẽ có rất nhiều người chết đấu với một gia tộc lớn cho dù là đông hoàng giáo ở thời kỳ toàn thịnh đây cũng là chuyện lớn rất nhiều trường lão không muốn nhìn đệ tử của mình vô duyên vô cớ chịu chết một khi thương vong quá nhiều chắc chắn sẽ có người nghi ngờ phan lâm nếu trong giáo có người nhân cơ hội giao động vị trí của phan lâm gây sóng gió như vậy, Phan Lâm sẽ rơi vào trong cảnh loạn trong giặc ngoài. Đến lúc đó, giáo chủ trẻ này cũng sẽ chết không có chỗ chôn Phạm là người có đầu óc sẽ suy nghĩ đến điểm này. Cố chấp nổ súng với nhà họ Dương quá là không sáng suốt. Không ít người im lặng gật đầu, Dương Hồng Vũ nói thẳng ra như thế, xem Phan Lâm lựa chọn như thế nào. Quả nhiên, Phan Lâm cũng im lặng rồi. Dương Hồng Vũ mừng rỡ, lúc này thừa thắng dông lên, nói lần thứ hai lâm thần y thực ra giữa hai chúng ta không có thâm cừu đại hận như vậy không phải sao tôi thừa nhận trong khoảng thời gian này nhà họ dương chúng tôi đã tiến hành chèn ép cậu nhất là người bên cạnh cậu có rất nhiều người không chết cũng tàn phế có rất nhiều sản nghiệp của cậu bị hủy tổn thất rất nghiêm trọng nhưng mà lâm thần y cũng mong cậu nghĩ lại nghĩ đến một chi của nhà họ dương chúng tôi chẳng lẽ bọn họ chết không thảm sao chi kia đã bị cậu diệt sạch rồi cho nên ý của tôi là, chúng ta cùng lùi một bước, xóa bỏ ân oán lần này. Cậu lập tức dẫn người rời khỏi đây, sau này hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu xem như vậy có được không?" Đôi mắt của Dương Hồng Vũ sáng rực nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Độc đã bị Phan Lâm giải, hiện giờ nhà họ Dương không có lấy một chút ưu thế nào. Cho dù trong khoảng thời gian này, người của Đông Hoàng giáo đã chết đi rất nhiều, đồng thời lực lượng nhà họ Dương điên cuồng tập kết, tụ tập tại nơi này nhưng nhà họ dương vẫn không quá nguyện ý đánh nhau lúc trước ông ta lén đánh giá bốn phía phát hiện phan lâm mang đến tất cả tinh nhuệ của đông hoàng giáo nếu muốn giải quyết hết những người này kết quả tổn thất cũng sẽ là hai bên tổn hại dù sao thì đông hoàng giáo cũng là đông hoàng giáo ông ta không trêu chọc nổi nhưng mà ông ta không muốn trêu chọc không có nghĩa là phan lâm sẽ từ bỏ ý đồ Dương Hồng Vũ, hình như ông nghĩ chuyện gì cũng đơn giản quá rồi đó. Phan Lâm nói, sao thế? Cậu không đồng ý sao? Dương Hồng Vũ nhíu mày hỏi. Từ lúc ông hạ độc tuyện mệnh hoa vào trong cơ thể của Lý Ái Vân, tôi và nhà họ Dương các ông tới tình hình không chết không ngừng. Giữa chúng ta, căn bản là không có khả năng hòa giải. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Cậu... Cho dù thế nào, chẳng lẽ cậu thật sự muốn ra tay sao gương mặt của dương hồng vũ trắng bệch nghiến răng nói ông nghĩ rằng tôi không dám ra tay sao cậu đây là đang tự tìm đường diệt vong đông hoàng giáo sẽ bị cậu hủy diệt mà cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn dương hồng vũ gầm thét nhưng mà vừa dứt lời phan lâm liền phát ra tiếng cười kỳ lạ dương hồng vũ hơi kinh ngạc cậu cười cái gì hình như Ông không thể nhìn rõ một chút nào. Cái gì? Hình như ông quên mất tôi tên là gì rồi. Cậu tên là gì? Dương Hồng Vũ sợ run lên, đột nhiên ý thức được gì đó. Ông ta hoảng sợ nói. Lâm... Lâm... Thần Y. Không sai. Tôi là Thần Y. Tôi có thể khiến cho người cài tử hồi sinh. Cho nên nếu thật sự chém giết, đông hoàng giáo tôi, căn bản là không cần lo lắng đến chuyện thương vong. Bởi vì cho dù là người chết, tôi cũng có thể cứu sống trở về ông hiểu chưa da đầu của dương hồng vũ run lên gương mặt đột nhiên vô cùng trắng xanh ông ta vội vàng gầm thét chỉ là như vậy thì còn chưa đủ những người mơ ước vị trí giáo chủ sẽ không bỏ qua cho cậu bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu cậu không thể động vào tôi cậu không thể động vào tôi nhưng ngay từ đầu văn lâm đã không để ý tới những lời dương hồng vũ nói trực tiếp cao giọng nói chúng giáo nghe lệnh chúng tôi ở đây người ở bốn phía cùng la lên cả đám rút đao kiếm ra bộ dạng đằng đằng sát khí tôi ra lệnh cho mọi người lập tức ra tay san nhà họ Dương thành bình địa chém tận giết tuyệt không để lại một mảng giáp giết cho tôi Phan Lâm hét lớn tất cả người của Đông Hoàng Giáo không chút do dự nào lập tức hét lên một tiếng rút kiếm ra xông về phía Dương Hồng Vũ bảo vệ ông chủ chém giết đám cướp kia người của nhà họ dương lập tức xông tới hai bên chém giết lẫn nhau ánh mắt của phan lâm lạnh lẽo đẩy dương tuyết mai tới chỗ người của đông hoàng giáo trông chừng cô ta sau khi nói xong anh lập tức bước về phía dương hồng vũ dương hồng vũ mạng của ông tôi tự mình ra tay phan lâm cất bước đi tới khí thế như hồng thủy đang đang sát khí mấy cao thủ của nhà họ dương lập tức xông tới muốn ngăn cản phan lâm nhưng bọn họ vừa mới tiến lại gần mấy bóng dáng khua chiến kiếm thon dài chém về phía bọn họ cẩn thận tiếng kêu kinh hãi vang lên cao thủ của nhà họ dương bị ép lùi về phía sau căn bàn là không thể tiến lại gần đây là ảnh ngự của đông hoàng cung ảnh ngự sao thì vệ bên cạnh đông hoàng thần quân dương hồng vũ run rẩy nói ông ta chỉ nghe danh chưa thấy bao giờ cuối cùng hôm nay thì cũng thấy uy lực khủng bố của ảnh ngự rồi có ảnh ngự giúp đỡ Phan Lâm căn bản là không ai chống đỡ được, xông về phía Dương Hồng Vũ. Sắc mặt của Dương Hồng Vũ khó coi, không ngừng lùi về phía sau. Bảo vệ ông chủ, nhanh, nhanh ngăn bọn họ lại. Ông chủ xảy ra chuyện gì không hay, các người cũng phải chôn cùng. Quán gia gào thét, không ngừng kéo người nhà họ Dương ở bên cạnh đẩy về bên kia. Càng ngày càng có nhiều người xông về phía Dương Hồng Vũ. Nhưng mà hiện trường không chỉ có người của nhà họ Dương, còn có đông hoàng giáo đếm hoài không hết đi theo giáo chủ, nhanh chóng diệt Dương Hồng Vũ. Lưu Danh Khoa la lên, tự mình dẫn đầu, lượng lớn đường chủ chấp sự đi về phía bên này. Nhân số của Đông Hoàng Giáo không địch lại được người nhà họ Dương, nhưng lần này tới đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vương bài trong vương bài của Đông Hoàng Giáo. Chiến lực này không biết là mạnh hơn nhà họ Dương bao nhiêu. Cộng thêm tình thế vội vàng, nhà họ Dương không có phương pháp ứng phó cho nên vừa chém giết thế cục gần như là nghiêng về một phía ông chủ đi quản gia xông tới bên cạnh dương hồng vũ vội vàng đầy ông ta ra ngoài dương hồng vũ cũng biết không thể tiếp tục như vậy cho nên lúc này quay đầu xoay người bỏ trốn phan lâm hừ lại một tiếng lấy kim châm cứu trên người ra thực lực tăng lên vươn người nhảy mạnh vào bên trong đám người nhà họ dương đuổi theo dương hồng vũ muốn chết một cao thủ của nhà họ dương giận tím mặt rút kiếm ra chạm xuống chỉ một thoáng bốn phương tám hướng đều là đao kiếm trói lọi sát khí đột nhiên tăng vọt dương hồng vũ đang chạy trốn cũng xoay người lại chờ tay nắm chặt lấy bà vai của phan lâm cậu nghĩ rằng tôi muốn trốn sao tôi là muốn cậu chết đây là nhà họ dương cậu cảm thấy tôi có thể trốn được sao dương hồng vũ gầm nhẹ phát lực ấn chặt lấy phan lâm lúc này phan lâm căn bản là không có không gian để né tránh nhưng phan lâm vẫn không né tránh lại càng không ngăn cản đao kiếm từ bốn phía chém tới, trái lại, một tay nâng lên, một ngón tay vươn ra, chọc thẳng vào ngực của Dương Hồng Vũ. Dương Hồng Vũ lập tức run lên, trong mắt lộ ra sợ hãi. Phan Lâm muốn làm gì đây? Muốn liều mạng với mình sao? Nếu là những người khác, Dương Hồng Vũ cùng lắm là liều mạng một lần, nhưng mà vị này thì không tầm thường. Ông ta nhìn chằm chằm ngón tay kia, trái tim vọt lên đến tận cổ họng. Cuối cùng thì Dương Hồng Vũ cũng sợ rồi ông ta trực tiếp buông lỏng hai tay ra. Người lùi về phía sau một bước muốn tránh khỏi ngón tay này. Nhưng Phan Lâm vẫn không tha cho ông ta, ngón tay đâm về trước lần hai. Tuy không đâm trúng trái tim của Dương Hồng Vũ, nhưng trực tiếp đâm vào ngực của ông ta. Giống như là thuật pháp tinh xào của nhà họ Bùi, ngón tay vừa mới đụng vào ngực của Dương Hồng Vũ. Cơ thể của ông ta đã bắn mạnh ra như viên đạn, đụng vào hơn 10 người phía sau, ngã xuống đất, phun ra máu tươi nhưng cho dù là như vậy thì phan lâm không trốn thoát khỏi vô số đao kiếm người ở bốn phương tám hướng chọn to mắt nhìn chằm chằm một màn này giáo chủ trẻ tuổi của đông hoàng giáo này không lẽ hôm nay sẽ bị phân thây sao rất nhiều người đều nghĩ như vậy nhưng mà một giây sau từng đợt âm thanh thanh thúy vang lên vô số đao kiếm sắc bén rơi trên người của phan lâm nhưng chỉ chém lên mặt ngoài da anh căn bản là không thể tiến vào trong da thịt mọi người kinh hãi đào đào thương bất xâm nhập sao kiều thế minh hoảng sợ nói đây là uy lực của thân thể tiên thiên cương sao phạm văn tiến đờ đẫn nỉ non trong lòng vô số cao thủ võ đạo nhấc lên sóng to gió lớn ba dương vân thù và dương mạc phi kêu lên thê lương xông tới nâng dương hồng vũ dậy ba không sao không sao không có gì đáng ngại dương hồng vũ lau máu tươi nơi khóe miệng đứng dậy đương nhiên đây chỉ là một chút trên miệng của ông ta mà thôi thực ra nhất trì của phan lâm vừa rồi đã đâm gãy hai cái xương sườn của ông ta lục phù ngũ tạng cũng bị chấn đắc điên cuồng e rằng nội tạng vỡ ra rồi may mà ông ta là người luyện võ tu vi không thấp nếu không nhất trì vừa rồi đã trực tiếp lấy đi tính mạng của ông ta lúc này ảnh ngự xông tới lần hai trường kiếm khủng bố chém xung quanh người của phan lâm Tiếng da thịt bị ngăn cách liên tục truyền ra, trước sau chỉ hơn 10 giây, đám ảnh ngự đứng bên cạnh Phan Lâm lần nữa. Thế cục đã hoàn toàn bị Phan Lâm nắm trong tay, Phan Lâm vùi bụi trên người, cất bước tiến lên lần hai. Trong mắt của Dương Hồng Vũ lộ ra tuyệt vọng. "Đi!" Bên này, Bùi Quốc Thiên cũng không chần chừ nữa, nghiêng đầu quát khẽ, sau đó nhảy ra khỏi đám người, bỏ trốn mất dạng. Không thể tưởng tượng được Thiên Kiều nằm trong top 10, vậy mà cũng có ngày chạy trối chết. Phạm Văn Tiến cảm ái. Mọi người không ngừng thổn thức. Phan Lâm không đi ngăn cản bùi quốc thiên. Mục đích anh tới đây vô cùng đơn giản. Lấy giải dược, nhân tiện báo thù. Bùi quốc thiên không nằm trong phạm vi mục đích của anh. Phan Lâm giơ tay lên, âm thầm thôi động lạc linh huyết, chuẩn bị tiêu diệt Dương Hồng Vũ. Nhưng đúng lúc này, Dương Tuyết Mai đột nhiên kêu lên, dừng tay! Phan Lâm nghiêng đầu, thì thấy Dương Tuyết Mai tránh thoát khỏi trói buộc của người bên cạnh, quỳ gối xuống, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Lâm thần y, nếu như anh tới đây vì báo thù, vậy thì giết Tuyết Mai đi. Tuyết Mai nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy một mạng của bà. Chị! Đôi mắt của Dương Vân Thu đẫm lệ. Cô chủ cả! Người nhà họ Dương cũng khóc nức nở. Nhưng mà vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, lắc đầu. Tôi muốn Dương Hồng Vũ chết. Mạng của các người có thể giữ được hay không? Toàn bộ phải xem tâm trạng của tôi sao cô cảm thấy cô có tư cách để nói với tôi những lời này sao? sau khi nói xong anh tiếp tục đi về phía dương hồng vũ, tôi liều mạng với anh. dương Vân thu thờ hồn hển, cô ta nghiến chặt răng muốn xông lên. cô hai, cô đừng nên làm bậy, để chúng tôi lên cho. chỉ nghe một tiếng la vang lên, hai bóng dáng từ bên cạnh dương hồng vũ thoát đi, trực tiếp xông về phía văn lâm. Phan Lâm liếc mắt nhìn hai bóng dáng sông tới, đột nhiên nắm lấy trường kiếm của một ảnh ngự bên cạnh, vung mạnh về phía không trung. Một đạo kiếm khí khoảng ba trượng từ miệng trường kiếm bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hai bóng dáng ở giữa không trung. Hai người kia còn chưa tới gần Phan Lâm đã rơi xuống, cơ thể bị cắt thành hai nửa, máu chảy ra đầy đất. Mọi người ở bốn phía thấy cảnh này đều hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt trợn to như mắt trâu. Đó là kiếm khí ư? Ừ. Ngoại phóng khí kình sao? Đối với cao thủ võ đạo mà nói, không hề tính là khó. Nhưng thông qua lợi kiếm thực hiện ngoại phóng khí kình, thì triển ra kiếm khí khủng bố thì có rất ít người có thể làm được. Nhất là đạo kiếm khí này dài tận ba trượng. Kiếm khí bình thường được một mét đã không tệ rồi. Ba trượng thì khủng bố cỡ nào? Chuyện này cũng quá hoa trương rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị chất nhiếp dương vân thù đang phát cuồng cũng bị thủ đoạn mạnh mẽ vang dội hung tàn của phan lâm dọa ngốc cả người cô ta run rẩy không dám kêu gào như trước nữa dương mạc phi thì đang đứng ở trước mặt của dương hồng vũ nhưng lúc này anh ta cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tay cầm khẩu súng run run nhìn chằm chằm vào phan lâm đầu tránh ra cả đi dương hồng vũ hít vào một hơi thật sâu khản giọng nói ba dương mạc phi nghiêng đầu mạc phi lập tức dẫn theo em gái con rời khỏi nơi này bà giúp con kéo dài thời gian dương hồng vũ nhỏ giọng nói ba hiện giờ ba đang bị thương nặng bà nhất định phải đi cùng với bọn con ba không thể ở lại dương mạc phi vội la lên đi mau dương hồng vũ hơi kích động gầm nhẹ với anh ta nếu lại không đi thì sẽ không còn có cơ hội đâu thực lực của lâm thần y này vượt xa tưởng tượng của ba hiện giờ cậu ta đã quyết tâm muốn giết sạch chúng ta các con không đi chắc chắn sẽ phải chết ở nơi này. Ba, nhà họ Dương chúng ta không sợ anh ta. Có lẽ cấm vệ đã nhận được tin bọn họ chắc chắn sẽ đuổi kịp tới nơi này. Chỉ cần cấm vệ đến đây, chúng ta không cần phải lo trước lo sau nữa. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn có thể đuổi hết được đám người của Đông Hoàng Giáo rời đi. Ba, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là được. Dương Mạc Phi giống như còn chưa nguyện từ bỏ. Nhưng Dương Hồng Vũ đã không khỏi lắc đầu chúng ta không chống đỡ được tới lúc cấm vệ đến đâu vì sao chứ dương mạc phi thất thần hỏi bởi vì lâm thần y sẽ không cho chúng ta cơ hội dương hồng vũ khản vọng nói nhưng tầm mắt thì nhìn chầm chằm về đằng trước nhìn theo ánh mắt của ba mình bỗng nhiên dương mạc phi ý thức được cái gì đó bất chợt quay đầu thì thấy một quả đấm khủng bố mà thô bạo bay thẳng về phía trước mặt mình đó rõ ràng là quyền phong của phan lâm anh ra tay rồi quả đấm thô bạo kinh thiên khủng bố tuyệt luân cẩn thận dương hồng vũ khàn giọng gào thét một tay đẩy dương mạc phi ra đồng thời chờ tay đánh ra một trường chắn quả đấm này quả đấm và bàn tay chạm vào nhau xong âm thanh xung quanh bị bẻ gãy vang lên dương hồng vũ bị đánh bay ra ngoài lần nữa ngã xuống mặt đất cánh tay phải của ông ta đã hoàn toàn bị gãy theo góc độ bất quy tắc một quyền này của phan lâm phế đi một cánh tay của ông ta ba Dương Mạc Phi hét lên, nhào vào bên cạnh Dương Hồng Vũ. Đi mau! Tay trái của Dương Hồng Vũ nắm lấy áo của Dương Mạc Phi hét lên. Không, còn không đi, cùng lắm thì liệu mạng với cái tên họ Phan này. Dương Mạc Phi hét lên, đứng bật dậy xông về phía Phan Lâm. Mạc Phi, trở về! Dương Hồng Vũ vội vàng kêu lên, nhưng không có tác dụng gì. Lúc này Dương Mạc Phi giống như một con trâu ngang ngược, không khống chế được. Người nào kéo cũng không trở về về mặt của phan lâm không chút thay đổi nhận lấy kiếm ảnh ngự ở bên cạnh đưa tới lần hai chuẩn bị một kiếm chém dương mạc phi thành hai khúc mọi người ở bốn phía sợ hãi cậu chủ mau trở lại đừng mà người nhà họ dương lại càng khàn giọng lên tiếng mà lúc này không ai có thể khuyên được dương mạc phi anh ta chết đã thành chuyện chắc chắn rồi lâm thần y mong cậu thù hạ lưu tình trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một giọng nói tang thương đột nhiên vang lên bên ngoài đám người trong lòng phan lâm hơi chầm xuống nhìn về phía phát ra âm thanh xôn xao tiếng xé gió kỳ lạ vang lên sau đó một đạo tàn ảnh lướt qua dương mạc phi vốn đang xông về phía anh đột nhiên biến mất không thấy khi nhìn lại một lần nữa thì thấy dương mạc phi đã đứng bên cạnh dương hồng vũ mà bên cạnh anh ta còn đứng một bóng lưng gù mà tang thương đó là một ông cụ mặc bộ đồ tôn trung sơn tóc bạc ra đồi mồi ông cụ này nuôi chòm dâu dê tóc thưa thớt hai hàng lông mày thon dài tuổi già sức yếu ông ta vừa ho khan vừa tiến lên phía trước gian nan lại phan lâm vài cái lâm thần y mong cậu người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ đừng nên so đo với nhà họ dương chúng tôi nữa nhà họ dương chúng tôi biết sai rồi sau khi nói xong ông ta lại cúi đầu thật sâu với phan lâm người ở bốn phía nhìn thấy cảnh này đều nghẹn họng nhìn chân chối vị này là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ dương dương thanh tùng cái gì hiện trường lại rộ lên bùng nổ gia chủ tiền nhiệm dương thanh tùng vậy mà xuất hiện rồi chú dương hồng vũ cũng bất chợt ngẩn ra ngơ ngác nhìn ông cụ tang thương đang khom lưng trên mặt đều là kinh hãi như gặp ma. Không phải chú đã chết rồi sao?" Ông ta ấp úng hỏi. Sau khi gia chủ nhà họ Dương chết đi, đều được an táng ở trong cấm địa của gia tộc. Đây là quy củ cho tới tận bây giờ. Dương Thanh Tùng tuổi tác đã cao, tình hình sức khỏe càng lúc càng tệ hơn. Ông ta dự cảm được mình sắp gặp hạn lớn, lập tức chuẩn bị lễ tang cho mình trước khi chưa ngừng thở, đã nằm vào trong quan tài trước được đưa vào trong cấm địa chờ chết nhưng mà vậy mà dương thanh tùng không chết trái lại còn rời khỏi cấm địa chạy tới nơi này rồi chuyện này không phải là kỳ lạ thì là cái gì chứ người nhà họ dương không khỏi run rẩy nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần cháu lại đây dương thanh tùng nghiêng đầu nhìn chằm chằm và dương hồng vũ quát khẽ nhanh tới đây tạ tội với lâm thần y có nghe thấy không tạ tội sao dương hồng vũ ngơ ra nhìn ông cụ với vẻ khó mà tin sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi sao thế còn cần chú lặp lại sao ông cụ lạnh nhạt nói chú dù gì dương hồng vũ cháu cũng là gia chủ của nhà họ dương hiện giờ ở đây có nhiều người như thế chú bảo cháu đi xin lỗi vậy chẳng phải là mặt mũi của cháu sẽ mất sạch sao nhà họ dương chúng ta chắc chắn sẽ bị người đời cười nhạo vẻ mặt của dương hồng vũ vô cùng đặc sắc gián sát lại gần, nhỏ giọng nói: "Hồng Vũ, sao lại thế này? Cháu và chú mấy năm không gặp đã bắt đầu làm trái ý của chú rồi sao?" "Chú, cháu, cháu không có ý đó." "Không có ý đó?" Thì nhanh cút ra dập đầu tạ tội, nếu không hôm nay không ai có thể bảo vệ được các cháu, ngay cả chú cũng không bảo vệ được." Dương Thanh Tùng lạnh lùng nói, toàn thân của Dương Hồng Vũ run lên, kinh ngạc nhìn Dương Thanh Tùng. Chú, chú đây là muốn nói giúp Lâm Thần Y sao? Chú vẫn luôn luôn nói chuyện giúp cháu, cũng là vì nhà họ Dương này. Dương Hồng Vũ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như chú là người của nhà họ Dương, thì mong chú ra tay diệt người này. Một tay chú dẫn ra lôi Long Quyền, trường Hàm Điện, Quyền Hóa Lôi, trong thiên hạ khó gặp được địch thủ, muốn thu thập đứa con nít miệng còn hôi sữa này, tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Người ở bốn phía lập tức kêu lên theo mong gia chủ tiền nhiệm ra tay chém giết tên cướp này trả lại sự yên tĩnh cho nhà họ dương chúng ta mong gia chủ tiền nhiệm ra tay chém giết tên cướp này trả lại sự yên tĩnh cho nhà họ dương chúng ta giọng nói vang lên như tiếng sấm lúc này mọi người đều gửi hy vọng lên trên người của dương thanh tùng là gia chủ tiền nhiệm thực lực của dương thanh tùng mạnh hơn dương hồng vũ không biết bao nhiêu lần tuy dương hồng vũ không địch lại được phan lâm nhưng không có nghĩa là dương thanh tùng sẽ sợ nhưng đối mặt với tiếng la và lời cầu xin của mọi người, gương mặt giàn nua của Dương Thanh Tùng càng âm trầm hơn. Ông ta nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng đôi mắt vần đục nhìn về phía Dương Hồng Vũ. Cháu chắc chắn không quỳ sao? Dương Thanh Tùng khàn giọng hỏi. Chú, Hồng Vũ tình nguyện chết trận, cũng quyết không thể khuất phục quỳ xuống như thế. Dù sao thì cháu là người đại diện cho nhà họ Dương chúng ta. Dương Hồng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Thanh Tùng hít vào một hơi khí lạnh gật đầu, sau đó lập tức nói: "Được, Dương Hồng Vũ, nếu đây là quyết định của cháu, được thôi, chú tôn trọng cháu, nhưng chú không thể để cho nhà họ Dương chôn cùng với cháu được." Sau khi nói xong, Dương Thanh Tùng la lớn: "Mọi người nghe đây, từ giờ trở đi, tôi sẽ lấy đi chức vị gia chủ của Dương Hồng Vũ, Dương Hồng Vũ không còn phụ trách tất cả mọi việc trong nhà họ Dương nữa. Các việc lớn nhỏ trong nhà họ Dương đều do tôi quyết định, nghe thấy rõ chưa?" mọi người kinh hãi dương hồng vũ cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi chú sao chú lại làm như vậy dương hồng vũ nghiến răng nhỏ giọng nói chú nói chú chỉ suy xét nhà họ dương vẻ mặt của dương thanh tùng không đổi nói hồng vũ nếu thật sự cần thiết chú thậm chí sẽ hy sinh cháu lấy chuyện này để bình ổn cuộc chiến này cái gì dương hồng vũ ngây ngốc vội hỏi chú chuyện này là sao Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nhà họ Dương chúng ta không ai có thể đối phó với người này. Dương Thanh Tùng khàn giọng nói, chẳng lẽ ngay cả chú cũng không đánh lại được người này sao? Phần thắng rất thấp, có khả năng chưa tới 20%. Về mặt của Dương Thanh Tùng không đổi nói, Dương Hồng Vũ giống như bị xét đánh cứng đơ tại chỗ. 20% cũng chưa đến sao? Không có khả năng, chuyện này, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dương Thanh Tùng hơi điên cuồng rồi. Dương Thanh Tùng có thực lực như thế nào ông ta biết rất rõ. Đó là cao thủ đứng đầu nhà họ Dương đây. Cho dù là Bùi Quốc Thiên đối mặt với ông ta, đều không hề có phần thắng. Nhưng người mạnh như thế lại nói khi đối mặt với Lâm Thần Y còn chưa được 20% phần thắng. Chú, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Lâm Thần Y kia thật sự mạnh như thế sao? Dương Hồng Vũ nín non hỏi. Chú không thể nói. Nói chỉ càng phiền phức hơn. Hồng Vũ, Cháu phải tin tưởng chú. Bây giờ cháu lập tức quỳ xuống. Xin lỗi tạ tội với Lâm Thần Y. Nếu cần thiết thì dâng cả tính mạng của cháu. Đây là biện pháp duy nhất cứu vớt nhà họ Dương. Nếu cháu không làm như thế. Hôm nay nhà họ Dương sẽ máu chảy thành sông. Nhất mạch này của cháu cũng khó mà bảo vệ được. Dương Thanh Tùng khàn giọng nói. Dương Hồng Vũ há miệng thở dốc, vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt già nua của Dương Thanh Tùng, liền nuốt những lời muốn nói trở về. Ông ta ngơ ngác xoay người, nhìn về phía Phan Lâm, đại não trống rỗng. Phần lớn thi thể trên mặt đất đều là người của nhà họ Dương. Máu tươi đã tụ thành sông. Cảnh tượng đáng sợ giống như địa ngục. Cục diệt căn bản là bất lợi đối với nhà họ Dương. Dương Hồng Vũ hít sâu một hơi, trong đầu trải qua đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Cuối cùng, ông ta vẫn lựa chọn nghe theo lời đề nghị của chú mình hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất lâm thần y mong cậu dừng tay đừng đánh tiếp nữa nhà họ dương chúng tôi nhận thua lời này vừa vang lên hiện trường vốn đang sôi trào đột nhiên lặng ngắt như tờ vô số ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào dương hồng vũ tất cả mọi người choáng váng nhận thua sao phan lâm gật đầu ném kiếm cầm trong tay về phía dương hồng vũ lạnh nhạt nói một khi đã như vậy, vậy thì tôi cho ông một cơ hội. Giết hết những người có liên quan tới việc này. Sau đó, tự sát đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 134 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và... Hẹn gặp lại.